Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Hà Linh, rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nội dung. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh thừa nhận bất cập trong thu phí tại trạm BOT Phú Hữu. Mới đưa vào thu phí được 2 ngày, nhưng trạm BOT Phú Hữu, thành phố Thủ Đức đã bị phản ánh có nhiều bất cập, gây ra lộn xộn và ùn tắc giao thông nghiêm trọng ở khu vực này. Tại cuộc họp báo kinh tế xã hội chiều 19 tháng 9, ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau khi nhận được phản ánh của người dân liên quan đến việc thu phí hạ tầng giao thông khu vực trạm BOT Phú Hữu, đơn vị đã kiểm tra và nhận thấy có một số bất cập. Cụ thể, tuyến đường Nguyễn Thị Tư, đoạn từ Nguyễn Duy Trinh đến Đặng Thanh Hiếu có nhiều vị trí đọng nước, mặt đường tại một số vị trí bị hư hỏng, phần dành cho xe máy bị lấp bùn đất, hệ thống vạch sơn phân làn trên đường mờ, thiếu, không đảm bảo khả năng khai thác, mất mỹ quan đô thị và an toàn giao thông trên tuyến đường này. Tình trạng các loại xe tải, xe đầu kéo dừng đỗ, chiếm dụng mặt đường Nguyễn Thị Tư, đường Đặng Thanh Hiếu theo cả hai hướng lưu thông, mặc dù đã có biển cấm dừng và đỗ, thường xuyên xảy ra. Tuy nhiên, lực lượng chức năng không xử lý triệt để. Về vấn đề này, Sở đã có công văn đề nghị công ty cổ phần xi măng Vsem Hà Tiên, chủ đầu tư dự án khẩn trương khắc phục, đồng thời đề nghị công an thành phố Thủ Đức xử lý nghiêm tình trạng dừng đỗ xe không đúng quy định. Đối với những phản ánh của người dân, doanh nghiệp về mức thu phí phương tiện của những hộ ra vào khu dân cư, trường hợp miễn giảm, đại diện Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng có thể còn trường hợp thu phí chưa hợp lý. Sở sẽ theo dõi, ghi nhận những phản ánh của người dân trong 10 ngày đầu triển khai, sau đó báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố để có biện pháp điều chỉnh phù hợp. Trạm BOT Phú Hữu là dự án đường nối Nguyễn Duy Trinh vào khu công nghiệp Phú Hữu, được chuyển giao năm 2012, mới hoàn thành và bắt đầu thu phí từ ngày 17 tháng 9 vừa qua. Ngay trong ngày hoạt động đầu tiên, nhiều người dân cùng tài xế phản đối việc thu phí BOT đối với phương tiện của những hộ ra vào khu dân cư, khiến khu vực này ùn tắc nghiêm trọng. Trước đó, nhà đầu tư đã ban hành mức thu phí theo 3 loại vé theo lượt, tháng và quý. Trong đó, vé lượt thấp nhất là 14.000 đồng, cao nhất là 110.000 đồng, áp dụng tăng dần đối với từng loại xe. Ngay khi có thông tin chuẩn bị thu phí BOT Phú Hữu, nhiều doanh nghiệp dịch vụ vận tải và xuất nhập khẩu đã gửi đơn cầu cứu đến lãnh đạo thành phố, bày tỏ sự lo lắng trước tình trạng phí chồng phí. Dự án đường nối trên được Thành phố Hồ Chí Minh ký hợp đồng với nhà đầu tư thực hiện theo hình thức BOT, xây dựng, kinh doanh, chuyển giao vào năm 2012. Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 461 tỷ đồng với quy mô xây dựng khoảng 2,6 km, rộng 30m. Sau 12 năm xây dựng, đến nay nhà đầu tư mới hoàn thành dự án và được cấp thẩm quyền Thành phố Hồ Chí Minh cho phép tổ chức thu phí để hoàn vốn. Ở giai đoạn từ nay đến 31 tháng 12 năm 2024, giá vé lượt qua trạm BOT Phú Hữu thấp nhất 14.000 đồng, cao nhất 110.000 đồng, vé tháng từ 420.000 đến 3,3 triệu đồng, vé quý từ 1.134.000 đến 8.910.000 đồng. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 đến 16 tháng 9 năm 2025, xe qua trạm sẽ đóng phí cao hơn. Trong đó, vé lượt áp dụng từ 15.000 đến 120.000 đồng, vé tháng từ 450 đến 3,6 triệu đồng, vé quý từ 1.215.000 đồng đến 9.720.000 đồng. Sau giai đoạn trên, mức phí qua trạm tiếp tục được điều chỉnh với giá vé lượt thấp nhất 17.000 đồng, cao nhất 133.000 đồng, vé tháng 510.000 đồng đến gần 4 triệu đồng, vé quý từ 1.377.000 đồng đến 10.773.000 đồng. Trạm sẽ miễn, giảm cho một số nhóm phương tiện gồm xe máy và các loại xe chuyên dùng như cứu thương, cứu hỏa, xe cảnh sát. Ngoài ra, ô tô dưới 12 chỗ không kinh doanh, có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú trên 6 tháng, khu vực các đường Nguyễn Thị Tư, Đặng Thanh Hiếu cũng được miễn phí qua trạm. Dân bức xúc vì thuộc đối tượng miễn giảm vẫn bị trừ tiền khi qua trạm BOT. Trong ngày đầu thu phí, khu vực trạm BOT đã xảy ra ùn ứ giao thông, nguyên nhân là do một số phương tiện cho rằng có bất cập trong tổ chức thu phí. Một số người dùng ô tô để tranh luận gây cản trở, khiến giao thông ùn ứ. Lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Thủ Đức đã có mặt để xử lý và điều tiết giao thông nhằm bảo đảm trật tự qua khu vực. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.